chương trình về danh hài Lê Giang gây tranh cãi, MC Trấn Thành nói gì? Xin mọi người đừng làm tổn thương ai trong gia đình Lê Giang, mọi chuyện đã qua. Giờ cái họ cần là bình an, vì họ đã tha thứ cho nhau rồi, đây chỉ là một góc ký ức thôi, Trấn Thành nhắn nhủ. Tham gia trong một chương trình talk show do Trấn Thành làm hot, nghệ sĩ Lê Giang đã bật khóc khi nhớ về khoảng thời gian từng bị chồng cũ bạo hành. Sau khi tôi sinh xong, chồng tôi xa cơ lỡ vận, ông ấy liên tục giáng xuống cơ thể tôi những trận đòn roi đau đớn. Tôi bị Duy Phương bạo hành và ném từ cầu thang xuống. Những chia sẻ của nghệ sĩ Lê Giang khiến người hâm mộ xúc động, thậm chí nhiều người đã phẫn nộ lên tiếng chỉ trích nghệ sĩ Duy Phương. Điều đó khiến cho cuộc sống của chồng cũ Lê Giang và các con không còn được bình yên trong vài ngày vừa qua. Sau chương trình kết thúc, trên mạng xã hội đã có rất nhiều người chỉ trích nghệ sĩ Duy Phương vũ phu, không biết yêu thương vợ. Nhiều năm trong nghề, lần đầu tiên Duy Phương hứng chịu bố rìu dư luận. Giữa những chỉ trích của dư luận, hai con của Lê Giang cũng đều lên tiếng. Chấp nhận làm vợ lẽ sinh con cho người đàn ông đã có gia đình, chỉ để có chỗ ở. Hạnh phúc của Lê Giang đã nằm bên bờ vực thẳm vì lục đục, không chỉ chịu những trận đòn roi từ người đầu ấp má kề. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô còn bị mang tiếng thuê người đánh chồng sau lời tố của ông xã. Lúc tôi ở với anh ấy nhiều áp lực lắm, đủ thứ chuyện. Tôi bị đánh nhiều lắm, anh ấy liền tôi từ cầu thang xuống. Có thông tin cho rằng tôi đánh chồng, nhưng tôi không làm việc đó. Một hôm, tôi hẹn anh ấy ra để nói chuyện về con cái. Trên đường đi thì bị chọi đá vào đầu. Tôi chờ không thấy anh ấy tới nên đã gọi điện. Em tới nơi rồi, anh ơi, anh ở đâu? Tôi nhận được câu trả lời, mày mướn giang hồ đánh tao, tao đang nằm trong bệnh viện, Lê Giang kể. Gia đình tan nát nhường quyền nuôi con cho chồng cũ, Lê Giang một lần nữa trái tim lại rỉ máu khi nghe con của mình lạnh lùng, bà không phải là mẹ của tôi. Nghe sau lời chia sẻ cùng những giọt nước mắt của Lê Giang, các con cô đã lên tiếng, sống với ba và dì, ký ức về mẹ ruột hai con không có nhiều. Con gái nghệ sĩ cho hay, em không được gọi tiếng mẹ. Khi về ở với mẹ, em rất sợ vì khoảng cách giữa hai mẹ con quá lớn. Trong khi con trai Duy Phước tâm sự, mẹ ham chơi, bỏ con ở nhà đi vũ trường bị ba đánh từ trên lầu đánh xuống. Tôi không có nhiều tình cảm với mẹ, ký ức về mẹ trong tôi là con số 0. Những tiết lộ về góc khuất đời tư đen tối của gia đình Lê Giang đã nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh sự cảm thông, những chia sẻ quá khứ của nữ nghệ sĩ cũng nhận không ý kiến trái chiều. Lê Giang bị cho là ăn mày quá khứ vì khơi lại chuyện đã qua, trong khi hai con bị chỉ trích vì những ký ức ít ỏi về mẹ ruột. Trước những luồng ý kiến, Trấn Thành là MC của chương trình đã lên tiếng bày tỏ quan điểm riêng. Theo nam danh hài, mọi chuyện đã qua và những người trong cuộc đã tha thứ cho nhau, chia sẻ trong chương trình chỉ là một góc ký ức. Vì lẽ đó, nam danh hài mong mọi người hãy thương mẹ con Lê Giang và đừng làm tổn thương ai trong gia đình nữ nghệ sĩ. Mọi người xem qua số chị Lê Giang chưa? Hãy thương bà chị của tôi và hai đứa nhỏ. Xin mọi người đừng làm tổn thương ai trong gia đình họ hết. Mọi chuyện đã qua, giờ cái họ cần là bình an vì họ đã tha thứ cho nhau rồi. Đây chỉ là một góc ký ức thôi, Trấn Thành nhắn nhủ. Trấn Thành chia sẻ lên trang cá nhân bày tỏ quan điểm riêng của mình về câu chuyện của danh hài Lê Giang.